thấy thanh niên bẻ khóa xe chuẩn bị phóng đi, shipper có hành động dũng cảm cứu chủ xe một bàn thua trông thấy. Theo hình ảnh từ camera ghi lại lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, hai thanh niên đi xe máy đến trước một nhà dân trên đường Nguyễn Tường, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Sau khi quan sát, tên ngồi sau phóng xuống lấy chiếc xe máy dựng bên lề đường, rồi rồ ga chuẩn bị phóng đi. Lúc này một tài xế xe công nghệ đi ngang qua, phát hiện hành vi của tên trộm, anh dũng cảm lao xe vào chiếc xe máy mà gã vừa lấy, khiến chiếc xe ngã xuống. Tên trộm bỏ chạy liền bị tài xế xe công nghệ đuổi theo truy hô và cùng người dân bắt giữ giao cho công an. Đồng bọn của tên này cũng bị bắt giữ sau đó. Tài xế xe ôm công nghệ nêu trên là anh Nguyễn Công Đê, sinh năm 1985, trú tại thành phố Phan Thiết. Vào trưa ngày 4 tháng 11, anh đang trên đường về nhà ăn cơm, thì phát hiện hai thanh niên chạy xe máy có hành vi nghi vấn. Anh liền bám theo để quan sát. Khi một thanh niên vừa thực hiện hành vi lấy trộm xe máy trên đường Nguyễn Tường, anh đã lao vào ngăn chặn. Chiều tối ngày 4 tháng 11, cơ quan chức năng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã củng cố hồ sơ, xử lý hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn của hai đối tượng. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đã để lại vô số cơn mưa lời khen cho hành động dũng cảm của tài xế xe công nghệ. Một số bình luận để lại như: tên trộm này xui xẻo ghê, mới vào nghề gặp ngay anh ráp võ công cao cường. Khả năng cao anh ráp đi cất xanh vì nhìn hành động rất chủ động, dứt khoát, có sự quyết tâm truy đuổi. Chứng tỏ tên trộm đã bị theo dõi từ trước. Nhìn anh ấy ra tay một mình rất nguy hiểm, đúng là anh hùng, người Việt Nam mình quá đỉnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.